thị trường về MMO và Affiliate. Ok, người mới thì nên bắt đầu với Affiliate như nào? Thị trường MMO và Affiliate thì nó rất là rộng lớn và có rất là nhiều cái cách để mình kiếm tiền. Thường thì một người mới tìm hiểu ấy thì sẽ có rất là nhiều thông tin và sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Bạn không biết là cái mô hình nào hay là cách nào nó đúng và nó hiệu quả để áp dụng. Thì cái điều thứ nhất ấy, đó là người mới thì mình nên tìm hiểu và nên theo dõi và nên dành thời gian để mình hiểu cái lĩnh vực này, follow những cái kiến thức, những cái video hay là những cái chia sẻ của những người khác, vì là mình follow theo những người mà họ đang thành công và họ đang kiếm được tiền trong cái lĩnh vực này, theo dõi ở trong thị trường này xem những người họ đang làm tốt, họ kiếm tiền ở cách nào, họ làm cái mô hình gì để họ kiếm tiền, và đặc biệt đấy là những cái người mà họ đang làm thật trong cái lĩnh vực này, họ đang có những cái kết quả thật, họ đang giàu lên ở trong lĩnh vực này, mình quan sát thật là kỹ. Thì khi mình quan sát được những người thành công trong lĩnh vực này thì mình sẽ lọc ra được những cái mô hình kiếm tiền, mình sẽ lọc ra được những cách kiếm tiền. Khi mình có một danh sách thì mình bắt đầu phân tích xem những mô hình nào nó hiệu quả. Thứ nhất là những mô hình đó nó hiệu quả và nó có thể đạt được những mục tiêu về tài chính của mình. Thứ hai là cái mô hình này nó có phù hợp với bản thân mình hay không. Ví dụ như có những cái mô hình như là làm sáng tạo content đi, sáng tạo nội dung đi, thì chúng ta sẽ cần phải có cái kỹ năng nói, có kỹ năng chia sẻ, biết làm video. Hay có những cái mô hình như là chạy quảng cáo để làm affiliate đi, thì chúng ta chỉ cần giỏi kỹ năng về chạy quảng cáo được rồi, hay là giỏi cái kỹ năng về chúng ta research, chọn lọc các dự án được rồi. Thì mình phải biết được là thế mạnh của mình là gì, biết là mình có những cái kỹ năng gì, mình có giỏi giao tiếp, mình có giỏi làm video, hay là mình có giỏi về kỹ năng về marketing hay không. Mình lựa chọn cho mình cái kỹ năng phù hợp với bản thân mình và mình có thể làm được. Khi mà chúng ta lựa chọn được mô hình rồi thì chúng ta cần phải kiên trì là làm theo những cái thức, những cái quy trình thành công có sẵn. Sau khi thành công thì thôi, người mới thường gặp vấn đề đó là làm quá nhiều mô hình, đang làm dở cái này thì lại chuyển sang làm cái khác và không thực sự chuyên sâu vào. Khi mình không chuyên sâu ấy, thì mình sẽ không có những cái kỹ năng chuyên sâu để mình cạnh tranh được với những người khác, và với những cái kỹ năng ở mức độ trung bình mình sẽ rất là khó để mình có được những kết quả lớn. Và những điều chúng ta cần làm đó là kiên trì với một cái công thức thành công có sẵn và làm cho tới khi mà có kết quả thôi. Khi mà chúng ta đã có những cái thu nhập, chúng ta đã làm quen và chúng ta đã có kết quả rồi, thì điều tiếp theo chúng ta cần đó là chúng ta sẽ sáng tạo. Bởi vì những công thức thành công có sẵn ấy, thì rất là nhiều người biết, rất là nhiều người làm, và những người làm trong cái ngành lâu thì sẽ tự tìm kiếm thêm và tự nghiên cứu để có thêm những cái công thức mới, những cái bí kíp mới, những cái cách thức mà mình chỉ mình biết và mình triển khai để mình có thể là tạo ra được những cái thu nhập cao và những cái cơ hội đột phá trong thị trường này. Ví dụ như có một cái cách thức kiếm tiền mà nó nhanh, rất là nhanh ra kết quả, là anh em tìm được những chiến dịch tiềm năng và anh em bắt đầu đưa cái keyword để anh em chạy quảng cáo Google với những cái khách hàng đang có nhu cầu sẵn và đang tìm kiếm. Thì khi mà chạy đủ một lượng tiền quảng cáo thì chắc chắn là sẽ có sale và sẽ có hoa hồng. Cái key ở đây đó là mình sẽ tìm rất là nhiều sản phẩm và test rất là nhiều chiến dịch cho khi mà chúng ta tìm ra được những chiến dịch có lãi. Và đa số mọi người khi mà test ban đầu thì hầu như những chiến dịch không có lãi, đấy là chúng ta có tốn tiền để chúng ta test những chiến dịch đó. Và cho đến khi mà chúng ta tìm ra được những sản phẩm nó tiềm năng thực sự, cũng như là cái kỹ năng về research, cũng như là kỹ năng về triển khai traffic để chạy quảng cáo của chúng ta tối ưu hơn, thì chúng ta chạy với một cái mức chi phí rẻ hơn, khi đó chúng ta tìm ra được những cái chiến dịch có lãi và chúng ta scale lên để chúng ta có được cái lợi nhuận cao. Với cùng một công thức như vậy, chúng ta cứ kiên trì và làm và cải thiện và nâng cao kỹ năng mình dần dần. Khi nào chúng ta có cái kết quả có lợi nhuận, chúng ta tiếp tục chúng ta đào sâu trong cái lĩnh vực của mình và tiếp tục chúng ta mở rộng cái mô hình kinh doanh.